con cá nãy nãy dính nữa, không gỡ luôn, đang đang hở gỡ đem theo bao. Cá tra nhiều ghê, thấy cá tra nhiều. Nãy giờ cá phê, cá phi cũng ít mà cá sát cũng ít. Nãy giờ toàn thấy cá tra không. Ủa anh chưa bắt con cá nó lên nữa hả? Con cá nó xuống được đường nước này là cũng cả một quá trình nha cả nhà. Nó từ trên cống á, nó đi ra là nó rơi xuống dưới đáy cống á, là mười mấy mét. Sau đó thì nó lại đập vô thêm một cái hàng kẽm chặn nữa, hàng kẽm chặn nước nữa. Nên là con cá mà nó xuống được đây là cũng cả một quá trình chứ không có đơn giản. Rồi mình bắt được nó cũng cả một công trình, cũng còn phụ thuộc vào yếu tố hên xui may rủi nữa. Người được nhiều, người được ít. Mà con cá tra xong là cực kỳ ngon. Anh bỏ nửa con cá vô, bỏ vô bao rồi anh mới lọc lưới, chứ anh không có lọc sẵn ngoài. Cũng khá kỹ ha. Tay lưới ở giữa bỏ luôn à, không ai thăm luôn à. Nãy giờ ông hai không thăm luôn. Hôm nay độ má hết rông rồi. Ai chính? Hôm nay là hết rông rồi. Bắt được con cá rồi đó. Đầu năm có nào nhảy chứ. Đầu năm mới nhiều tép. Mấy năm trước á, mắc với cháu ông đi á, mà mấy ông Thành ông đến được mà ông. Mô. Đạt lên hàng, đạt lên hàng. Có cá chia cũng có quay luôn. Nãy giờ thấy anh hai buồn hiu ta, mới được con cá sát à? Sáng giờ mới được con cá sát kìa. Không có cá sát, không có tép luôn. Anh hai sáng giờ mới được có con cá sát à? Nãy giờ thấy cá tra đó là lớn nhất rồi. Chưa có con cá nào bự hơn cá đó. Cá nào? Cá chia hả? Cá chia là bự nhất thôi, chưa có thấy con cá nào bự. Trời ơi, cua kìa. Cua nó chạy từ trên xuống kìa. Ủa cua quá trời luôn. Đây nè, cua nè. Cua nằm quá trời luôn kìa.
năm nữa. Mình kia có con rua to lắm, để quay cho cả nhà. Cái xác mà nước một tấc dính với ông. Cua nãy từ trên, cua nãy từ trên trên lên nè. À, cá bự này dính với cá sát. Hai trên đây nè. Tại chỗ đây. Giờ cái càng lên khiêu chiến này, khiêu chiến cua lại lưới ăn cá rảnh nè, lưới dính cá rảnh cua lại ăn nè. Rồi chuyển lên đây dính cua luôn, đây dính cá này, cua dính đâu 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 mẹ lưng tát mà dính bàn cái vậy à. Đâu giờ mới lại gỡ cá, nãy gỡ không được, cột luôn, cột ngay tại lưới luôn, quá là mừng rồi. Thấy dịp mà không thấy cá trời. Gì vậy? Dính về vậy? Anh đừng con bự không? Hả? Hả? Ba cả nhà. Thấy đâu? Nhỏ quá hả? Trời ơi, cá sát sao bự vừa trắng vậy hả? Úi giời. Này thấy cái em này với anh hai là một bồn hiêu luôn. Không thấy cá luôn. Cá dính có cua luôn nè. Không dính thì đặng nó sao không dính dính dữ như mặt. Không nhớ tao muốn ớ là trời. Thường dính cá sát bự mà không có lên được, sao quá. Đạt dính rô phi, lưới cá sát dính rô phi.
lên hàng. Hồi nãy lưới cá sét mà dính cá tra đó, dính cá tra chia. Giờ mới tới giờ cá sát của anh hai. Giờ anh hai bắt đầu gỡ cá sát. Ồ, dính cái xác nữa. Cái xác to à. Làm gì dữ la dữ à? Hồi nãy trên la đầu tiên. Giờ bắt đầu mới có cá sát phải không? Giờ bắt đầu vô lưới á, tha hồ gỡ. Thuận nãy giờ thấy cũng đi khơi khơi không mà buồn hiu rồi ta. Tới giờ cá sát lên rồi, tha hồ gỡ. Tí nữa gỡ không nổi thì đem về luôn. Cuốn tay lưới đem về luôn. Tay về bớt rồi. Cô đi ngang ngang coi kìa. Thank you.
trong cái ọc đó cá quá trời. Nãy giờ dính cá trong ọc đó không? Có chó giữ nhà là được rồi. Trong ọc dính ghê chứ. Cua hay quá trời. Trời, mới đó nó ăn hết cá à trời. Con cua này ăn dữ hả? Rô phi hả Đạt? Dưới kia dân lên tiền. Đạt cũng từ Bình Phước, đang đi làm ở Bình Phước cũng về đây luôn. Nãy giờ có anh hai là gỡ nhiệt tình. Cái xác. Giờ chờ lần nữa là cuốn hả? Giờ chờ người ta về bắt đầu mới gửi các con. Thùng cá tra nãy dính đó. Nó bay lên rớt xuống. Quẩy đuôi rớt, bay lên rớt xuống. Ừ, coi đã. Nãy giờ không có thấy con cá nào ngơ ngơ hết nè. Làm quá hả? Giờ ở ngoài giữa đó, hộp đầu không anh? Ngoài giữa đó hộp đầu. Ủa ghê. Là chỉ có ở dưới đó cạn không phải không? Rồi,
dính một nồi. Lưới 10 phân mà dính cá sát kìa. Đó, anh đến gần đây lưới 10 phân đó dính cá sát. Giờ kêu anh kia gỡ luôn đi, tao dọn lưới tao về. Ừ. Có luôn. Buồn yêu hả? Trời ơi, dính kìa. Cái xác dính bày 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 bày. Xác nụ nụi luôn. Trời. Đi gần hết luồng lưới luôn mà chưa có con nào. Lạ. Trời ơi. Con cá mới đẻ hôm qua. Cái tra nhỏ, cái tra mới đẻ. Rồi thêm con cá tra nữa, mà nhỏ quá. Giờ qua cái đường thứ hai, đường này dài hơn. Dưới kia là quá là.
anh này em thấy có nãy có cá dảnh cũng bay lên ha, bay qua lưới luôn. Úi dồi, sao nãy mình cũng thấy giật dữ lắm mà sao kỳ không có cá là sao? Lạ nhỉ. Mình chắc cũng về luôn. Nhạc lên thua. Thua. Nhạc lên là bó tay.